Nghỉ lễ tương bừng giảm giá cực sốc từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 chỉ với 399k bạn sẽ sở hữu ngay combo 3 áo thun, ngộ không băng hầu, Ari mị hồ, hay tên ngân lang. Vòng quay quà tặng đặc biệt, nhiều phần quà hấp dẫn, 100% tỷ lệ trúng. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mặt các bạn là ngoại hình hoàn toàn mới của anh chàng Skirt. Sau khi Skirt đã đáp chuyến bay từ Thái Lan về tới Việt Nam, sau một khoảng thời gian Skirt ở bên Thái Lan chỉnh sửa nhan sắc, thì ngày hôm nay trở lại với ngoại hình hoàn toàn mới nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho tất cả các bạn cũng như là thông báo cho người về sức mạnh của vị tướng Skirt khi mà nó có sự điều chỉnh trong cái phiên bản cập nhật bổ sung sắp tới. Sợ mình phải kết thúc rồi, hai người hai lối riêng, tình mình còn đang ấm êm sao vội buông tay. Let's go, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ngoại hình hoàn toàn mới của anh chàng Skirt và thử xem với cái ngoại hình này hiệu kỹ năng có sự thay đổi gì hay không. Và đặc biệt là trong video clip này thì mình sẽ thông báo cho mọi người về sự thay đổi của anh chàng Skirt này nhá. Điểm đầu tiên đập vào mắt các bạn, chắc hẳn các bạn cũng có thể nhìn thấy là cái bụi cỏ nhìn nó hơi bị dị đúng không? Nó khác với phiên bản chính đúng không? Chúng ta cần phải làm quen, bởi vì là trong phiên bản cập nhật bổ sung sắp tới thì cái bụi cỏ phiên bản chính cũng nó cũng được kéo dài ra như thế này, kéo dài ra khoảng 2m các bạn ạ. Đó, bây giờ thì mình sẽ cố gắng làm sao tập trung luyện chiêu 2 và sau đó là thêm cả tốc biến. Chết trời ông chết được, cái chiêu 1 của mình là mình bị xịt mất các bạn ạ. Nhưng mà không sao, thất bại là mẹ thành công. Cố gắng băng trô, lần này thì rui sắp mặt chén cơm đầu thôi nha. Bây giờ là chúng ta cứ về thôi. Rồi, ô, hay chưa? Wow, đẹp chưa các bạn ạ? Ui. Vừa xong là về, thế nên là cái đòn đánh thường của Lavin nó vẫn còn bắn được theo các bạn ạ. Như mọi người biết thì Skirt có sự thay đổi về ngoại hình. Vừa xong thì cho mọi người xem qua. Và cái ngoại hình của Skirt trong trận đấu như thế này là cũng đã có sự thay đổi nhá. Mình cảm tưởng như Skirt kiểu như là ngầu hơn, đô hơn và nó chạy không còn bị tù nữa mà kiểu chạy rất là nhanh sau khi mình có được giày Hermes. Cảm thấy kiểu cơ động hơn các bạn ạ. Đó, cơ động như thế này thế nên phải chăm chỉ đi ganh, nhưng mà mỗi tội là team bạn không dám lên cao. Ôi không dám lên cao thì thôi lại về. Trời ơi, ô dừng team bạn ấy. Úi giời đất ơi. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách ăn mạng cực kỳ đơn giản. Cực kỳ đơn giản. Đánh thêm phát nữa lên mạng. Ok, bây giờ nha, luyện tiếp chiêu 2 và căn cho thanh niên ra ta còn xíu máu thôi. Và sau đó chúng ta lao thẳng vào, một đấm bốc cười double kill rồi. Thôi Florentino ơi, trời bất tốc cảnh chịu rồi. Skirt được thay đổi về ngoại hình và cũng như là trong phiên bản cập nhật bổ sung sắp tới, Skirt cũng được tăng sức mạnh nha. Đối với chiêu 2 của vị tướng Skirt găng cuồng bạo thì dưới thanh máu có thanh tích tụ sát thương. Và đặc biệt là chiêu 2 khả năng làm chậm từ 3 giảm xuống còn 2. Mọi người để ý giúp mình, sau khi mình kích hoạt chiêu 2 thì lập tức bên dưới thanh máu, à đâu mình xin lỗi, bên dưới thanh mana thì nó có tích điểm 5 điểm ấy các bạn ạ. Trước đây thì không có đâu, còn bây giờ thì chúng ta mới có nhá. Sau khi mọi người luyện chiêu 2 như này thì dẫn tới một điều đối phương rất dễ dàng nhận được thấy các bạn đã có 5 điểm rồi từ chiêu 2. Đấy, tích được này. Và sau đó là lao vào. Một đớp bốc khởi. Ơ, không chết được thì lần này cũng phải chết rồi. Đứng đây chờ đợi xem có ai bay vào đây không. Không ai dám bay vào luôn. Chiêu 3 của vị tướng này găng hung thần. Mục tiêu sau khi bị hất tung và rơi xuống sẽ chịu thêm giảm 50% tốc độ chạy trong 2 giây nhá. Trời đất ơi, thế là được tăng sức mạnh từ chiêu 3 rồi. Chiêu 2 thì nó bị giảm các bạn ạ. Còn chiêu 3 thì tăng. Theo như bản thân mình thấy là tăng nhiều hơn là giảm.
Mọi người để ý sau khi mình tích quạt chiêu 2 nhá, là nó sẽ bên thanh dưới mana ấy. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, các bạn thấy không? 5 điểm trăng trắng đấy. Và bây giờ thì bạn chạy được đi đâu? Khi mà tôi đầu tư tốc biến lại có mạng. Nào, mình take, em tới đây. Trời ơi, rui tim bạn này. Luyện chiêu 2 nhá. Và căn cho nó có xíu xíu máu thôi để hỗ trợ. Đấy, hỗ trợ. lỡ tay. Đây là nguồn thông tin khá là chính xác đến từ fanpage phiên bản mới Liên Quân. Các bạn có thể qua fanpage để có thể là follow để nhận được những cái thông tin bổ ích nha mọi người nha. Hình như là bạn Slim, bạn ấy có biết mình thì phải. Nào, cứ đứng đây và chờ đợi. Kiểu gì Lindis cũng ăn bùa xanh cho xem. Con nai vàng ngơ ngác mà mãi không thấy đâu. Trời ơi, không có ai luôn các bạn ạ. Đứng. Ôi dồi ôi, chào anh, em đứng đây từ chiều. Trông anh ngon quá anh ơi. Một đấm, chạy đi đâu. Bắt luôn Lindis này. Mình ra mình đấm nhẹ nhẹ cái thôi mà. Lindis ơi, em chỉ đấm nhẹ nhẹ cái thôi. Chị ơi, chết nốt nha, tá mạng rồi. Ở phiên bản chính nếu mà mọi người chơi ấy thì mọi người không nhìn thấy ở danh ở dưới thanh mana đâu, là nó tích điểm từ chiêu 2 đâu. Còn trên phiên bản thử nghiệm các bạn mới có thể nhìn thấy. Thế nên là mình muốn làm ở bên này để cho mọi người có thể quan sát được dễ dàng nhất. Nào, mình có truyền tống. Nhưng mà ra đây thì tìm bạn ôm trụ này sao chơi. Trời đất ơi, mình cũng không dám băng trụ đâu. Từ từ nha. Dưới chân của thỏ đang có bùa xanh. Hay là mình làm chuyện này ta? Ừ thì làm chuyện này đi. Đó. Các bạn là thỏ có bùa xanh nha. Thế nên là mình sẽ ăn bùa xanh này. Cái ngoại hình của vị tướng Skirt và sức mạnh của vị tướng Skirt sẽ được thay đổi trong cái phiên bản cập nhật bổ sung sắp tới nha mọi người nha. Úi, ra ta ơi. Răng mồi lẫn lộn trộn lẫn nhau. Đấy, chúng ta chỉ cần tích đủ 5 điểm và sau đó là Lindis ơi, một đấm, trời ơi, bốc cười. Nhưng mà Frontino nhìn mình chạy mất dép rồi. Bây giờ đi săn mạng nha. Quái thú đi săn mạng này. Ô, Rui này, quánh luôn. Lữ bố vào hỗ trợ mình. Đúng rồi. Kể cả team bạn bây giờ đang có 3 người thì đập Rui trước đã. Rồi sau đó là úi, Floor nó múa gắt quá trời. Thôi em có tốc biến. Cứ như vậy chơi cho chắc. Rui cho mình xin cái chiêu 2 bạn ơi. Bạn ơi, bạn nhìn thấy mình yếu máu không? Chịu luôn. Trời ơi, bó tay không cho mình chiêu 2, bọ dã man. Từ từ bây giờ mình truyền tấu lên. Đấy, vẫn kịp. Nhưng mà chưa kịp hồi đầy máu. Thôi. Cái nội tại của vị tướng Skirt thì giúp cho mình hồi máu được tốt. Thế nên là farm quái rừng vậy. Đứng đây, chờ đợi. Đúng rồi, Frontino này mình sẽ trả thù luôn bạn ơi. Và bốc hơi trong một nốt nhạc. Móc đằng sau nha. Ra đằng sau mà móc thôi. Ô, Lindis này. Lindis thôi xịt mất rồi. Chết rồi, em có bất tử ở đây. May quá. Tìm bạn đông quá các bạn ạ. Từ từ. Ô, mất mạng rồi. Suýt nữa thì mình bị chấm dứt. Rồi nha. Ui, Vera này, em chỉ đấm nhẹ nhẹ cái, nửa cây. Lavin thì mình đang đẩy trụ rồi. Úi dồi ôi, dụ được hai người à. Nào, mình cùng răng môi lẫn lộn. Úi giời. Thật sự là đã cực kỳ các bạn ạ. Tiếp tục nha. Thử xem. Rui này à. Ép trụ ơi, tầm này là phải ép trụ rồi các bạn ạ. Dù sao thì mình cũng đã giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên là về ngoại hình của vị tướng Skirt sau khi xóa ngoại hình cũ và được làm lại với ngoại hình mới. Đặc biệt là có sự thay đổi đến từ sức mạnh trong phiên bản cập nhật cờ Liên Quân, phiên bản bổ sung nha. Bốc hơi tiếp nè. Ô, thế mà không chết được luôn. Mình hết sạch mana rồi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, chắc là vẫn đủ mana để ra đấm. Nhưng mà nó đông quá, thôi em xin lỗi ạ. Thôi em về đây. Bye bye mấy anh, ở lại bảo trọng. Team có Rui mà vẫn phải lúc nào cũng phải biến về.
Đấy, các bạn thấy là cái dáng đi của Skirt kiểu nhanh nhẹn hơn. Đặc biệt là nó cũng có sự thay đổi đến từ chiêu 2 và chiêu 3 nha. Về cái kỹ năng tung chiêu ấy, nhìn nó khác biệt hoàn toàn so với phiên bản chính. Vera là mình thèm lắm rồi đây này. Vera ơi, ấy à, tốc biến nhanh nha. Cứ chờ, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Không ăn được lần 1 thì chúng ta sẽ ăn lần 2. Nhưng mà phải đợi Vera lên thủ lĩnh đã cơ. Kệ truyền tống đi. Rồi, tiếp tục là tìm chị Vera. Chị ấy đâu rồi? Chị ấy, ở đây chị ấy rồi. Chị ơi, một úi giời, em có tốc biến ở đây. Chiêu cuối tốc biến, hay chưa? Trời, thần tánh luôn. Ok, đâm thẳng diễn tùng nha. Team mình đã lấy được một đường lính xuất cấp rồi. Và mình sẽ cố gắng lấy luôn hai đường cũng được. Mà cái trụ đường giữa team bạn cũng toang xứ luôn. Lấy nốt cái đường này là ba đường anh em ơi. Thắng luôn. Các bạn đánh giá sao về sự thay đổi vì từ Skirt thì nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Về sức mạnh cũng như là về ngoại hình. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.